Giá Pi Network trên CoinMarketCap có đúng không? Xin chào quý vị các bạn. Một Pi có giá trên CoinMarketCap dao động từ 20 cho đến 30 đô la Mỹ tùy thời điểm. Vậy cái giá trị này có phản ánh đúng giá trị của Pi Coin hay không? Phải nói thêm giá trị của Pi Coin trên CoinMarketCap là một giá trị giao dịch dạng là IOU, là từ viết tắt của cái thuật ngữ là tôi nợ bạn. Trên một số sàn giao dịch điện tử đã liệt kê Pi Coin trên đó. Các sàn ví dụ như là Hobi hiện nay chưa thể giao dịch nạp rút Pi, nhưng họ vẫn đưa Pi vào danh sách giao dịch của sàn ở dưới dạng là mua khống bán khống. Giá trị của Pi Coin được các nhà đầu tư trao đổi với một con số được kỳ vọng trong tương lai. Chờ sau ngày Pi Open Mainnet, Pi Network mở tất cả các cái phương thức liên kết với dự án thì các sàn mới có thể được phép nạp rút Pi cho các nhà đầu tư. Lúc đó giao dịch với những đồng Pi Coin xịn mới thực sự được bắt đầu. Liệu sau cái ngày Pi Open Mainnet, giá trị của Pi Coin sẽ cao hơn được cái con số hiện tại hay không? Đây là một câu hỏi rất lớn với cộng đồng tiền điện tử trên toàn thế giới. Pi Coin được xem là cuộc cách mạng công nghệ tiền điện tử vào thời điểm hiện nay vì là đồng coin đầu tiên khai thác được trên điện thoại. Việc đó giúp làm cho Pi Coin dễ dàng tiếp cận với đa số người dân hơn, từ các cụ già, các em nhỏ, các bạn nam, các bạn nữ, dân văn phòng, người lao động chân tay, vân vân. Tất cả mọi người, nếu bạn có một chiếc điện thoại thông minh không cần quá đắt đỏ là bạn có thể đào Pi, sở hữu Pi và sẵn sàng cho một thế giới tiêu dùng được sử dụng bằng Pi. Quay trở lại với giá trị của Pi, tôi tin những con số thể hiện trên CoinMarketCap đang phản ánh đúng bản chất giá trị của Pi Coin. Các bạn thấy khối lượng giao dịch của Pi Coin trong 24 giờ trên CoinMarket hàng ngày sẽ loanh quanh ở cái mức khoảng là 300.000 đô la Mỹ. Đây là một con số khá ấn tượng với một dự án mới còn non trẻ nhưng mà tuổi đời phát triển cũng khá dài như là Pi. Các nhà đầu tư đã dám chấp nhận bỏ tiền đầu tư vào một dự án chưa được Open Mainnet, như vậy là chứng tỏ họ có niềm tin vào Pi. Với Pi, theo ý kiến cá nhân của tôi, thời điểm mạng mở sẽ là thời điểm mà hệ sinh thái đã tương đối đầy đủ. Người dùng sẽ có thể sử dụng Pi trực tiếp để trao đổi hàng hóa. Đó là cái đích mà Pi Network hướng đến, chứ không phải là được liệt kê lên các sàn như là một mã chứng khoán. Giá trị của những cái đồng coin như là mã chứng khoán chỉ có mục đích mua đi bán lại để các nhà đầu tư kiếm lời. Với cái cách làm này, các đồng coin thì sẽ dễ bị thao túng bởi những cá nhân, những tổ chức có tiềm lực tài chính mạnh, hay chúng ta hay gọi nôm na đó là các cá mập. Với Pi thì hoàn toàn khác. Pi sẽ lấy việc trao đổi hàng hóa làm trung tâm và giá trị của Pi sẽ được quyết định bởi lượng hàng hóa, dịch vụ chấp nhận sử dụng Pi. Việc làm này rất cần một cái hệ sinh thái phát triển đầy đủ. Do vậy, chúng ta sẽ vẫn phải chờ đợi Pi Coin Team hoàn thiện hệ sinh thái cho mạng xã hội Pi Network để Pi Coin thực sự được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và giá trị của Pi Coin lúc đó sẽ được đo bằng những cái mặt hàng có giá trị. Các bạn có nghĩ Pi sẽ được định giá như vậy không?